Pháp môn định niệm hơi thở gồm có 19 pháp môn. Từ hơn một năm nay, con hành theo pháp môn thứ 6, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Mỗi ngày tập 30 phút, vì già yếu, bệnh mãn tính, như vậy có sai không? Có phải tập lại từ pháp môn thứ nhất đến số 19? Dạ, hết câu 2. Rồi, để thầy dạy cho. Về pháp môn hơi thở, thí dụ như bây giờ thân mình bệnh mà mình muốn dùng cái đề mục để đối trị cái thân bệnh, thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Mà mình hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tác ý nữa, cứ 5 hơi thở, cứ bền chí tu tập tác ý câu đó, bệnh sẽ hết, bệnh gì cũng hết, chứ không phải không phải đợi tu cho từ cái đề mục thứ nhất mà cho đến cái đề mục thứ 19. Không phải đợi tu, tu một đề mục đó mà thôi, trị bệnh đủ rồi à, mấy con thấy không? Nhưng có điều kiện là mấy con ngay vô cái đề mục trị bệnh mà mấy con sao mình cũng tác ý để trị bệnh mà giờ nó mệt quá à, đó thì bắt đầu mấy con phải trở về cái đề mục thứ nhất để rèn luyện từ cái hơi thở bình thường, rồi bắt đầu hơi thở dài, hơi thở ngắn, để cho mình quen đi với cái hơi thở, để sau khi mình trị bệnh là mình đã không bị rối loạn hô hấp. Các con hiểu chưa? Còn bây giờ mấy con vô ngay cái đề mục này để trị bệnh mà mấy con không bị rối loạn hô hấp thì ngay đó mà cứ mà vô mà trị, cần gì mà phải luyện hơi thở với cho cực, phải không? Trừ ra mấy con bị rối loạn hô hấp thì mấy con phải trở về luyện hơi thở. Còn nếu mà sự thật ra mấy con luyện mấy con cứ thấy mệt không được thì không nên dùng hơi thở, mà nên dùng cánh tay đưa ra đưa vô để đấu trị. Đó thì tại vì an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Thì an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, thì nó cũng là như giống hơi thở, nhưng mà nó không rối loạn hô hấp. Mấy con có phải đưa tay ra vô làm sao mà nó làm cho mình mệt, có đúng không? Mình thay đổi cái hành động hơi thở thì thay đổi hành động thân. Các con hiểu không? Phải linh động, phải khéo léo. Phật pháp người ta dạy nó hay lắm mấy con. Cho nên đối trị mấy con đừng có tập nhiều mà cực. Ngay thân mấy con bệnh gì thì ngay đó cái thân của các con, thì các con sẽ sử dụng một cái đề mục đó mà chuyên cần. Lúc nào rảnh thì mấy con cứ tập đuổi bệnh, tập dùng cái câu đó tụi. Bởi vì cái pháp như lý tác ý mà. Thì cái câu mà an tịnh thân hành, tức là thân phải an ổn, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết thân phải an ổn, không có bệnh đau, tôi biết tôi hít vô, tôi thở ra. Thì cái mục đích con muốn nhắc nó vậy, thì nhắc nó vậy thì mai mốt nó sẽ an ổn, nó không đau. Có phải không mấy con thấy không? Đó là ý thức lực của mấy con đã sử dụng ngay trên cái câu mà Đức Phật đã ghi chép trong 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, để giúp chúng ta dễ dàng có bài bản để tu tập. Đó, đơn giản quá. Dạ, thưa thầy, câu hỏi 3. Hít vô, thở ra đều bằng đường mũi hay có thể thở ra bằng miệng? Vì khi mệt, thở ra bằng miệng sẽ khỏe hơn. Xin thành kính cảm tạ. Sự thật ra thở thì phải bằng mũi, mà thở bằng miệng thì nguy hiểm. Tại sao? Nếu mà chỗ này cái vùng ô nhiễm, mấy con thở bằng miệng vi trùng nó sẽ vô. Còn thở bằng mũi nó sẽ lượt, nó đỡ mấy con rồi. Cho nên thở thì thở bằng mũi. Bởi vì con người ta mới cái miệng để ăn chứ không phải cái miệng để thở mấy con. Mà sinh ra con người cái miệng để ăn chứ không phải miệng để thở. Cho nên cái lỗ mũi để thở chứ cái lỗ mũi để ăn sao? Mấy con làm ngược. Cho nên miệng mà thở là làm sai. Các con làm ngược. Cho nên phải tập thở. Dù thở không được thì cũng phải tập thở cái lỗ mũi chứ đừng có thở cái miệng. Không? Nhưng mà vì cái lỗ mũi nó nghẹt quá thở không được, tôi ráng tôi thở tôi sống. Chứ còn nếu mà thở được thì tôi kiếm làm sao cho thông suốt cái lỗ mũi tôi thở là tốt nhất. Nó làm cho cơ thể chúng ta khỏe hơn là chúng ta thở miệng. Dạ, câu số 2. Khi ngồi thiền, chúng con nên nhắm mắt hay mở mắt? Chúng con nên ngồi thiền bao lâu hay ngồi càng lâu càng tốt, thưa thầy? Muốn ngủ sao nhắm mắt? Nhắm mắt nó dễ hôn trầm. Nên mở mắt ra mấy con, đừng có mở. Nhưng mà đừng có mở to mấy con. Mở to nó loạn động, nó nhớ cái này nhớ kia nhiều. Mình mở mình nhìn xuống đó, 1/3 mắt thôi. Đừng nhắm, nhắm là nguy hiểm lắm mấy con. Nó sẽ đi vào không trầm thì dễ vậy. Nhớ kỹ, phải mở mắt chứ đừng có nhắm mắt. Dạ, câu hỏi 3. Khi chúng con tu định niệm hơi thở,
chúng con nên tu từng đề mục này xong rồi mới tu đề mục khác, hay chúng con tu lộn xộn tùy theo tâm của mình? Dạ, hết câu bạn. À, về 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, đó là cái căn bản nhất của cái sự tu tập của đạo Phật. Cho nên khi mà các con muốn tu á, thì phải về gặp thầy để xin thầy chọn cho, chứ còn đừng có tự chọn. Rồi đây rối loạn hô hấp, đây rồi bắt thường thầy mới chết thầy. Cho nên khi mà tu về hơi thở, nó là thân hành nội, mấy con nó khó lắm mấy con. Mấy con đi kinh hành, mấy con đưa tay đưa chân sao thầy không? Không lo. Chớ mấy con thở coi chừng, thở dài nó cũng rối loạn hô hấp mấy con, mà thở ngắn quá cũng không được. Tùy theo cái hơi thở dài, hơi thở ngắn mà cơ thể của mấy con đã sử dụng nó mà người ta dạy. Chứ mấy con về hơi thở thì mấy con đừng có rớ tới nó. Nói về 19 hơi thở nó hay đó, nhưng mà nó hay với cái ông thầy dạy, chứ không phải hay với mấy con được. Mấy con rớ nó ít bữa mấy con bệnh đó. Dạ, câu số 4. Kính bạch thầy, khi đã đi tu mà cha mẹ mình mất thì có nên trở về nhà không thưa thầy? À, không nên trở về nhà, mà ở nỗ lực tu ở tại nơi đó cho đến khi chứng đạo mới để độ cha mẹ của mình. Chứ còn mình trở về nhà thôi rồi, chắc là chắn là bây giờ nhà cửa cha mẹ chết rồi, thôi đi sửa sang để cho nó đẹp đẽ chút. Từ cái này là thôi bị trôi lăn ở trong lục đạo rồi. Dạ, câu số 5. Thưa thầy, có phải người tu ăn uống càng đạm bạc bao nhiêu thì tu mau bấy nhiêu, và người tu nên uống một ngày bao nhiêu nước thưa thầy? Dạ, hết câu 1. Người tu á, thì nó không nói đạm bạc là nói nghe cho nó hay, chứ sự thật là cơ thể chúng ta cần những chất bổ để mà chúng ta sống, nhưng chúng ta không nên vì đó mà chúng ta lười dưỡng. Cho nên mình tu là phải vào trong một cái tu viện, người ta sẽ giúp đỡ cho mình gì cái vấn đề ăn uống. Bởi vì người ta cho sao mình ăn vậy, người ta biết. Bây giờ cái người này mà cho ăn, hoặc cái số người này mà cho ăn sung sướng quá, cái bắt đầu tu không nổi. Cho nên người ta hạn chế dần dần dần, người ta biết rằng tới lúc đó nó phải cho họ ăn uống cái gì, người ta biết, người ta giúp đỡ. Chứ còn về đời sống ăn uống để tự mình, chắc chắn nó dư dả quá rồi. Bắt đầu đó, sáng họ cũng uống, chiều uống, bây giờ uống sữa đồ bổ, họ uống nhiều lắm, không được. Cho nên vì vậy mà ở vô trong tu thì phải vô trong tu viện, người ta sẽ lo cái đời sống cho mình, người ta đã sắp xếp cho mình ăn uống. Chứ tự mình mà mình ăn uống thì không được, mình ăn uống theo dục, bởi vì tâm dục mình còn, người ta cho cái gì mình ăn đấy. À, cho nên có nhiều người vào tu viện rồi, trời ơi cho tôi ăn vậy chắc chết, thiếu dưỡng chắc. Cái đó là cái sai đó, người ta đâu để cho mình chết đâu mà sợ mà thiếu dưỡng chất. Dạ, câu kế tiếp. Bạch thầy, con xin thầy giải thích cho con hiểu, khi con người đạt đến có tưởng uẩn rồi thì nó sẽ tồn tại trong con người đó vĩnh viễn, hay chỉ trong một giai đoạn nào đó thôi rồi sẽ mất đi? Làm sao để con có được tưởng uẩn? Câu hỏi Phật tử Thiện Duyên. Tưởng uẩn là cái người nào chúng ta cũng có, nhưng mà nó hoạt động hay là chưa hoạt động thôi. Cũng như các nhà ngoại cảm đó, họ hoạt động á, như cô Bích Hằng hoạt động là nhờ chó điên cắn cổ, phải không? Cổ không chết, là do đó cái tưởng cổ hoạt động, bây giờ cổ mới nhìn xuống lòng đất, cổ mới thấy được hài cốt. Còn như mình giờ, con mắt của mình giờ nó không tưởng không hoạt động, mình nhìn xuống lòng đất thấy cái nền đó, thấy gạch đó, chứ còn ở dưới không biết cái gì dưới đó. Thì cái tưởng á, nó không có không gian và thời gian, cho nên cái không gian nó giao cảm được hết những cái hình ảnh của người ta phóng sức lưu trữ. Cũng như hôm nay cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây á, cái hình ảnh mà chúng ta ngồi đây bao nhiêu người, thì 1000 năm sau cái hình ảnh một số người ngồi đây nó vẫn còn. Chúng ta đi mất rồi, nhưng mà cái hình ảnh nào ngồi đây nó vẫn còn. Cho nên cái người mà có tưởng uẩn á, họ nói ở cái ngày nào, bữa nay thí dụ như bữa nay là 20, thì họ nhớ cái 20 tháng nào, năm nào, có một số Phật tử đến đây ngồi nghe thầy thuyết giảng như thế nào thế nào, họ nói không sai chút nào. Cái tưởng nó giao cảm, nó thấy hình ảnh vậy đó. Cho nên vì vậy cái tưởng á, chúng ta, cái người mà chưa, cái tưởng chưa hoạt động á, còn ý thức á, thì chúng ta nên dùng ý thức mà tu tập tốt hơn. Còn khi mà tưởng mà nó xuất hiện rồi á, thì cái sự tu tập chúng ta rất khó, rất khó. Nó thể hiện qua cái điều đó, nó làm chúng ta không còn chủ động, không còn chủ động được, nó rất khó. Cho nên trong khi đó đó,
khi một cái người mà không biết á, mà tu để rèn luyện cái tưởng mình để cho nó hoạt động đó. Có một số người người ta dùng bùa chú, đọc thần chú. Có một số người dùng kinh, dùng kệ đọc để ru nó, để cho cái tưởng nó hoạt động, cho ý thức nó dừng lại đó, để cho nó hoạt động. Như lên đầm nhập cốt rồi đó, là do qua cái kệ của bà Hồng gì đó đủ thứ đó, thì mấy ông đó mới lên đầm nhập cốt được. Do đó nhập cốt, nói lên đồng nhập cốt, sự thật ra cái tưởng nó hoạt động, chứ không có đồng cốt nào mà nhập ông ta hết đâu. Cái tưởng nó hoạt động. Cho nên trong người của chúng ta nó có cái tưởng quẩn, mà cái tưởng quẩn nó hoạt động là một điều chướng ngại rất lớn. Nhưng có số người thì mong cho nó hoạt động để mình thể hiện mình hơn người. À, bây giờ tôi nhìn dưới lòng đất tôi thấy được khác thì tôi phải hơn người chứ sao. Nhưng mà cái đó là cái tai hại rất lớn mấy con. Cho nên ở đây đạo Phật lấy ý mà làm chủ, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, chứ không phải lý tưởng. Cho nên tưởng chúng ta dừng lại đi, liền mà đọc câu kinh câu kệ để tưởng nó hoạt động thì dừng gặp những cái pháp này lại đi. Đó, con đọc dạ, tới con. Thưa thầy, sắp tới con có kỳ thi đại học rất quan trọng, nhưng con hay lo lắng hoảng sợ và rất dễ mất bình tĩnh trong lúc làm bài. Vậy xin phép thầy cho con một câu như lý tác ý để con bình tĩnh hơn trong phòng thi. Con xin cảm ơn thầy. Phật tử giác tánh. À, mấy con muốn bình tĩnh đâu có gì khó. Hằng ngày mấy con nên tập đi kinh hành, đi chân trái bước, chân phải bước, chú ý bước chân của mấy con. Mấy con tập 30 phút thôi. Ngày nào cũng tập tỉnh thức. Mà tập tỉnh thức thì nó sẽ tỉnh táo mấy con. Mấy con ngồi phải ai nói nữa. Mấy con không có rối loạn gì, tỉnh táo hết. À, bây giờ phải tập thôi. Bởi vì mấy con vô nó, mấy con nghe nó lo lắng quá, nó đủ thứ không biết rớt ở đậu làm nước trà dài. Nhưng mà không ngờ là mình đã tập trước tỉnh táo rồi, vô đó nó bình tĩnh quá. Thành ra do gì vậy mà mấy con nói, cái đó là cái tâm thiếu bình tĩnh của mấy con thôi. Bây giờ tập bình tĩnh thì mấy con sẽ bình tĩnh trong hoàn cảnh nào, mấy con cũng bình tĩnh. Có vậy thôi, nó có phương pháp mà. Pháp thân hình niệm, mấy con cứ ôm pháp nó tập, nó sẽ tỉnh táo. Thậm chí như người ta còn không có hôn trầm tùy miên nữa, ta tỉnh đến mức độ mà nó không có buồn ngủ. Huống hồ là cứ thức tỉnh ở trong phòng thi mà bao nhiêu chích chứ có bao nhiêu. Người ta không còn hôn trầm thì miên, mà người ta chỉ ôm cái pháp đó, người ta đi kinh hành, người ta hết hôn trầm thì miên. Nghĩa là suốt ngày đêm người ta tỉnh táo, người ta không có buồn ngủ. Buồn ngủ là si mê cái gì, mà chính không bình tĩnh cho nên nó là si mê cái gì. Nó làm cho con tối, cho nên con lo lắng quá, nó si mê quá, cho nên vì vậy viết bài trật rớt là phải chứ sao. Con hiểu không? Cho nên muốn bình tĩnh để sáng suốt thì mấy con nên tập pháp thân hành niệm có phương pháp. Siêng năng tập chừng tháng nó bình tĩnh rồi, đủ sức mình vô phòng thi rồi, thôi đừng tập nữa. Dạ kính thưa trưởng lão, cho con thưa hỏi. Con có một đứa con 8 tháng tuổi, bây giờ cho cháu ăn chay theo chúng con hiện có được không thầy? Đó làm cái điều rất tốt, đứa bé đó có phước lớn. Nó ăn chay nó đâu có chết đâu, mà nó lại phước lớn nữa nữa. Nó do cái duyên đó, sau này nó thiện pháp, nó gặp may mắn trên cuộc đời nó hơn là nó gặp ác pháp. Nghĩa là bây giờ mấy con cho nó ăn mặn, nó mập, nó béo, nó này kia, nó do thịt cá gì. Nhưng đùng cái nó đau những cái bệnh ngặt nghèo đó, mấy con mới chết vô nhà thương nằm với nó à. Còn mấy con cứ tiếp tục cho nó ăn chay đi, nó không đào bệnh, mấy con khỏi nằm nhà thương mà nó khỏe khoắn. Bộ đồ chay bây giờ không bổ sao? Bổ mà hơn ai nữa. Cho nên cứ tiếp tục cho ăn chay là tốt nhất. Có con cho ăn chay là tốt nhất. Nó vừa lớn lên, nó vừa thiện, nó vừa hiền lành, nó đối xử nó không hung á. Còn mấy con cho ăn mặn là coi chừng nó dữ lắm đó con. Nó bạn bè của nó là nó khỏe hơn là nó đánh người ta. Mấy con người ta đi mắng vốn mấy con hoài đó. Tại con mấy con dữ quá, đánh con người ta, người ta mắng vốn như sao. Còn mấy con cho ăn chay nó hiền lắm, ai đánh nó chạy về nhà không đến lại đâu.